Đây là đại học miễn phí ở Mỹ do nhà nước tài trợ và tên gọi là Community College. Và ở Mỹ có hai loại đại học, một tư nhân, hai là nhà nước. Đại học của nhà nước số đông là miễn phí cho những học sinh với gia đình thu nhập thấp. Tiền học của đại học này là 5.000 một năm. Nếu các bạn sống ở ngoài tiểu bang hoặc là nước nào tới thì là 10.000 một năm, tương đương với 230 triệu Việt Nam. Tuy là đại học của nhà nước nhưng mà rất là đầy đủ nha các bạn. Hồ bơi, tập gym, chạy bộ, có hết tất cả. Đại học của nhà nước thường thường là nhỏ hơn đại học trường tư, ít tòa nhà hơn diện tích nhỏ hơn và ít chỗ vui chơi cho học sinh hơn. Như các bạn cũng thấy chỉ có 7 tòa nhà thôi Và đây là một đại học trường tư nơi của mình ở Gọi là Utica College Học phí ở đây là 25 000 một năm Tương đương với 500 triệu đồng Việt Nam Và đại học này chuyên về ngành y Và như đại học CQ University này Có cả hàng trăm tòa nhà Và đại học này là trường tư luôn Một năm là 50 cho tới 55 000 đô Như các bạn cũng thấy rất là rộng đúng không Đo số học sinh ở Mỹ ra trường mắc nợ rất là nhiều Tại vì đi học những trường tư như thế này khi các bạn học giỏi thì nhà nước cũng tài trợ cho các bạn một phần tiền học nào đó để các bạn được học trường tư và nếu các bạn cực kỳ giỏi thì cái trường đó luôn họ tài trợ tất cả cho các bạn vô học miễn phí luôn và khi các bạn ra trường không phải các bạn học đại học càng nhiều tiền thì các bạn mới có nhiều cơ hội ở mỹ họ chỉ cần thực lực chứ không cần tên tuổi của đại học đó nếu các bạn có thực lực thì công ty nào cũng muốn dành bạn vào công ty họ và các bạn phải nhớ 50 tiểu bang thì 50 luật lệ và hỗ trợ khác nhau hoàn toàn. Và đây là tiểu bang New York của mình. Các bạn nhớ theo dõi kênh của mình để biết thêm về thông tin ở Mỹ nha. Có một kênh Youtube mình mới làm, các bạn nhớ follow kênh đó giùm mình nha. À, mình cảm ơn trước.